Rồi, phái đoàn họ đi đã về rồi đây này. Phái đoàn hello. Này có ba đỉnh, nghe nó cao này. Đấy. Ở đây chỉ có ba đỉnh đấy nhỉ, là cao nhất. Đây là tuyết tan này, nước chảy này. Rồi. Ui, ui. Cái đá này mà nó lăn xuống thì nguy hiểm này. Tám vỡ tám nước thì có chỗ này là cao nhất châu Âu nữa này, cao nhất châu Âu thì mới có tuyết này. Hello. Đến đây càng nhiều thác. Tuyết thì chưa chắc là phải là tuyết. À, đấy. Trong khi là nó là cái hóa thạch. Hóa thạch. Hóa thạch của tuyết. Thì nhiệt độ hôm nay là cũng dương, cho nên là tuyết không thể là. Hóa thạch của tuyết thật. Thế là điểm cuối rồi. Điểm cuối rồi. Thế là mình giờ chỉ có leo ra. Tưởng neo đến chỗ ấy tuyết đây này. Cột mốc đấy, con nết finish. Finish điểm cuối. Đây cháu đang bảo để xem ra lên được đấy, đấy nó có đường lên đấy, lên nhá. Bắt đầu lại tiếp tục hành trình. Tiếp tục hành trình lên ơi. Ui xa xa. Núi cao còn có núi khác cao hơn nữa.
Đấy. Chịu rồi, à, chỗ này khuất rồi. Nó có gậy. Rồi, chưa toàn đá. Trên này nó không ghi độ cao bao nhiêu mét là tới đỉnh. Hoa đẹp quá. Ừ, nhờ. Hoa mọc trên núi đá này. Ừ. Hoa này mà ấy cho vào chậu cảnh mà nó lùm lùm lên cũng đẹp đấy. Ây da, nó còn tận ở bên kia cơ. Xa lắm. Nói chung là đi cái đích không bao giờ hết núi này. Vấn đề là không hết núi, nhưng mà vấn đề là đến cái chỗ điểm tuyết trắng kia kìa. Không sờ vào nó rồi, xa. Càng nhìn nó càng xa. Ừ. Trèo lên trên chót nhìn xem nào. Nó còn mấy ngoạn nữa thì sang. Mới 10 giờ. Nhìn vậy thôi, không đi rồi. Rất là xa. Thế là không sợ được tuyết à? Cố vượt xem nào, vượt đến chóp kia nhìn xem nào. Ôi da, đây có đường mòn nữa. Cố lên xem nào. Ai à, vẫn còn xa thật. Cố vượt lên. Đây, họ vẽ cờ áo này. Lâu ngày không leo núi.
Giờ leo núi cũng mệt đấy. Ui. Nhìn gần mà lại hóa xa. Tưởng gần nhưng mà lại hóa xa. Quay về à? Rồi. Tạm biệt. Đây rồi. Hải ơi. Kia. Hải đàn kia. Ấy. Hải đàn họ ngắm tuyết kia mày. Hải ơi. Cố sang tuyết. Cố sang xem nào. Để ngắm tuyết xem nào. Có phải là tuyết hay là nhan thạch? Ai da. Con suối. À đây. Cố sang xem nào. Cố sang xem nào. Ui qua suối rồi. Ui giời. Cô. Đấy. Tuyết tan nước chảy à. Cố sang xem nào. Sang nhá, sang bên này cho nó đẹp.
vượt vượt ơi giời. Vượt vượt ơi giời. Cái này nó đi dày. Vượt cởi dây à, cởi dây à. Dậy rồi. Ê. Dậy rồi. Cởi dậy rồi. Dậy ướt. Sang tới nơi rồi. Ui. Ui giời. Quyết tâm vượt qua. Ôi. Quyết tâm vượt qua. Bắt đầu. Ấy à. Trơn đấy, trời nám. Trơn. Ây da. Nghĩa là tuyết. Vượt nát. Tuyết muối. Vượt. Hải ơi rồi. Trơn. Thank you.
trơn trơn trơn. Đúng rồi, phải đi dày trượt tuyết, đi dày cho tuyết. Tuyết vỗ tay. Ai, chào tạm biệt. Lần đầu tiên thấy tuyết và đến nghịch tuyết. Tạm biệt nha.